Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. E. coli là một trong những loại vi khuẩn đường ruột rất phổ biến ở gia súc và gia cầm nói chung và ở gà nói riêng. Khi điều kiện vệ sinh chuồng nuôi không sạch sẽ, thức ăn, nguồn nước không đảm bảo an toàn thì việc gà bị nhiễm bệnh là việc khó tránh khỏi. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi sản phẩm coli 4800WS của Interchemi Hà Lan với hàm lượng đậm đặc nhất trên thị trường, sẽ giúp bà con xóa tan nỗi lo về bệnh E. coli trên vật nuôi. Nguyên nhân gây bệnh E. coli. Bệnh E. coli do vi khuẩn Escherichia coli gây ra, đặc biệt là các chủng 01, 02, 076, v.v. có các yếu tố bám dính và sinh độc tố gây ra. Bệnh do các yếu tố stress, thời tiết thay đổi, do thức ăn không tốt, thay đổi thức ăn liên tục, không đảm bảo vệ sinh, do chủng nuôi ô nhiễm, áp lực mầm bệnh cao, nguồn nước ô nhiễm, do kế phát từ một trong các bệnh khác như bệnh hen, bệnh cầu trùng, hô hấp hoặc các bệnh nhiễm trùng. Triệu chứng bệnh tích của bệnh: tỷ lệ chết phôi và gà con cao do vỏ trứng bị nhiễm mầm bệnh. Do đó, trong quá trình ấp trứng, nếu thấy tỷ lệ chết phôi cao, bà con cần xem xét mọi nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. Gà con nở ra bị viêm rốn, lòng đỏ còn sót lại không tiêu hết, bụng sưng to. Gà bệnh uống nhiều nước, tiêu chảy phân trắng, xanh, có bọt khí. Gà con từ 1 đến 5 tuần tuổi có hiện tượng sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, bỏ ăn, sưng mặt, viêm kết mạc mắt. Một số con bị viêm khớp. Gà xù lông, sơ xác, gầy nhanh chóng. Có thể bị viêm tủy xương, viêm bao hoạt dịch khớp xương. Nhiễm trùng huyết cấp tính, dẫn đến chết đột ngột khoảng 5 ngày đầu phát bệnh. Ở gà đẻ, gà giảm ăn, giảm đẻ, một số sẽ có dấu hiệu viêm khớp, gầy đi nhanh chóng. Coli 4800WS với thành phần Coli Stin Sunfet 4.800.000 EU. Coli 4800WS được dùng để điều trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Coli Stin như E. coli, Haemophilus và Salmonella spp ở bê, dê, da cầm, cừu và heo. Liều lượng sử dụng: bà con pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn theo liều bê, dê và cừu, 2 lần mỗi ngày, 1g trên 80kg thể trọng. Da cầm và heo, 1kg trên 4.000 đến 8.000 lít nước uống, hoặc 2.000 đến 4.000kg thức ăn. Phác đồ điều trị bệnh E. coli trên da cầm với coli 4800WS. Bà con sử dụng phác đồ điều trị sau. Phác đồ 1, bà con sử dụng coli 4800WS, giúp đặc trị các bệnh E. coli, phân xanh, phân trắng trên da cầm, kết hợp cùng với Electromix WS, giúp chống nóng, chống stress, chống mất nước cấp, tăng trọng nhanh, giải độc tố, và Mentis Pro, giúp tăng tiêu hóa, ngừa tiêu chảy, giảm hôi chuồng, cùng với Hepason OR, giúp vật nuôi giải độc gan, bổ thận, tăng tính thèm ăn. Phác đồ 2, sử dụng coli 4800WS, giúp đặc trị các bệnh E. coli, phân xanh, phân trắng trên da cầm, kết hợp cùng với Imcuner, giúp chống nóng, chống stress, chống mất nước cấp, tăng trọng nhanh, giải độc tố, và Menhes Pro, giúp tăng tiêu hóa, ngừa tiêu chảy, giảm hôi chuồng, cùng với Tonic-K, giúp vật nuôi giải độc gan, bổ thận, tăng tính thèm ăn. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con có thể liên hệ tới số điện thoại hotline của chương trình. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.